hương cúng dường, nam mô Bồ Tát hương cúng dường, nam mô Bồ Tát hương cúng dường. Thế Tôn đức tướng không thể tán dương, hôm nay là ngày mùng sáu tết năm nhâm dần, nhân ngày sáu tháng hai năm 2022, tất cả chư tăng ni và Phật tử hiền chiền tại thiền viện quán chiếu chúng con được lễ sạch. Mỗi đầu năm hướng nguyện Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni, mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh văn đồng đến đạo tràng này từ bi chứng minh gia hộ. Tất cả chúng con sẵn mối được phước huệ viên mãn nghiệp, chướng tiêu trừ thay tâm thân tình, tinh tấn tu hành. Nhờ nguyện tăng báo thường ở mười phương đông đến đạo tràng này từ bi chứng minh cho lòng thành của chúng con. Nhờ nguyện chư Bồ Tát thường ở mười phương đông đến đạo tràng này từ bi chứng minh cho lòng thành của chúng con. Nhân nguyện chư lực đại tôn sư Ấn Độ Trung Hoa Việt Nam đồng đến đạo tràng này từ bi chứng minh cho lòng thành của chúng con. Thank you.
Yeah.
Yeah.
tất cả chúng con thành tâm đồng tùng đại thừa bạch nhã tâm kính lễ Phật lễ tổ sám hối. Nguyện đem công đức lần này hồi hướng tất cả Phật tử hiện diện, được tài tiêu trừ quan kiến dứt sạch bệnh căn thiên dần gia quyến an khang, lòng tin tăng bảo càng sâu tâm từ đối chúng sinh tăng trường. Và chúng con cũng nguyện đem công đức lành sang năm mới này chúc lên, chúc cho Phật pháp mãi mãi vững bền, tông phong thiền phái trúc lâm yên tự cùng các tông phái các ngày càng to ra. Gió qua mưa thường đất nước bình an, người người được cơm no áo ấm, nhà nhà được an vui hạnh phúc. Tăng ni Phật tử chỉ tu học vững bền, mọi giới biết nương theo đường tu tập, thiên nhiên được bảo vệ an lành, xã hội được sống trong tự do bình đẳng và quyền, cho thế giới vượt qua cơn đại dịch. Khắp nguyện nguyện thổi ngọn gió từ bi thanh lương vào thế gian nóng bức, đem mặt trời trí tuệ rạng rỡ về như giữa không gian âm u. Khắp nơi đạo giải thoát được tuyên dương, mưa pháp được thấm nhuần, muôn loài chúng sinh đều được lợi lạc, và tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư cái chữ trên mặt của chúng.